chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Bảo hiểm xã hội với cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, bảo hiểm y tế là chính sách xã hội được Đảng và Nhà nước hết sức coi trọng nhằm huy động sự đóng góp của cộng đồng, chia sẻ nguy cơ bệnh tật và giảm bớt gánh nặng tài chính của mỗi người khi ốm đau bệnh tật, tạo nguồn tài chính hỗ trợ hoạt động y tế, thực hiện công bằng và nhân đạo trong lĩnh vực bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tuy nhiên, đối với bảo hiểm y tế hộ gia đình, không ít người dân do chủ quan không quan tâm đến việc tham gia bảo hiểm y tế hoặc chỉ tham gia bảo hiểm y tế khi cần, dẫn đến không duy trì tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình liên tục, làm gián đoạn quá trình tham gia bảo hiểm y tế. Đến khi ốm đau bệnh tật, phải vào viện chi trả chi phí cao mới thấm thía ý nghĩa, giá trị của tấm thẻ bảo hiểm y tế. Để giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này, mời quý vị và các bạn theo dõi tiểu phẩm sau đây. Sao đấy? Nước dạo này sao mà em cứ đau âm ỉ cái vùng thắt lưng này ấy? Chắc tại em tham công tích cực, lao động mấy hôm liền nên mới bị thế thôi. Mà dạo này anh thấy em chẳng sao lắm, hay là bị hậu Covid rồi nhỉ? Biết có phải nữa. Để tí nữa anh ra hiệu thuốc mua thuốc bổ về uống xem như thế nào. Ôi trời ơi. À, đau quá. Nóng quá anh ơi. Để anh xem nào, em đi, đi vào đây ngồi thôi. Để anh chạy đi mua thuốc giảm đau về uống là đỡ ngay ấy mà. Chịu khó, chịu khó. Nếu như anh đi mua thuốc về uống. Trang à, Linh à, có chuyện làm sao đấy? Dạo này chị cũng bị đau mỏi cái phần thắt lưng này quá. Chắc là chị bị suy nhược cơ thể do làm việc quá sức. Tí nữa anh đi mua thuốc về uống là đỡ ngay ấy mà. Ôi anh ơi, không được đâu. Mình phải đưa chị đi khám mới được. Mình không nên uống thuốc linh tinh thì không chưa có trình bác sĩ nhận. Chị ơi. Ôi chịu rồi anh ơi. Đau quá. Em thấy chị đau nhiều lắm. Có khi hai anh em mình đưa chị đi viện đi. Ờ, em giúp anh điều trị ra xe. Vâng. Taxi. Linh đấy à? Vào nhà chơi đi em. Tiện đường em đi làm nghề qua đây em qua thăm chị luôn. Mấy hôm vừa rồi em bận quá, không qua được. Em có chỗ ít hoa quả để biếu chị bồi bổ thêm. Em đến chơi được rồi, quà cáp làm gì? Em ngồi đây uống nước. Dạ. Đi ngồi đây. Vâng. Nhà cửa đồ bộ quá. Trang đỡ hơn cho anh. Chị cũng đỡ nhiều rồi em ạ. Đi nhà em. Này. Chị có năng đau chị nghỉ ngơi đi đã chị. Chị cũng đỡ hơn rồi em ạ. Đấy em xem. Chị có đi viện mấy hôm mà hai bố con ở nhà, nhà cửa bừa bộn thế đấy. Anh thì cơm nước luôn tay, nhà cửa bừa bộn, nhiều việc quá còn chưa dọn được đấy em ạ. Thế anh mới thấy tầm quan trọng của chị em chúng mình đúng không chị Trang nhỉ? Thấy chưa? Đấy đấy, chị em là quan trọng lắm đấy. Anh là chỉ mong chị khỏi nhanh để cho bố con anh được nhờ. Vâng, hôm mà cùng anh đưa chị đi viện ý, thì hôm đấy em lại có việc đi luôn nên không biết tình hình chị như nào. Về mới biết là chị bị sỏi thận, phải bắn sỏi. Đấy em ạ, đúng là phải đi viện mới biết được. Anh thì cứ chủ quan bảo là chị bị đau mỏi thông thường thôi. Đến lúc đưa chị đi viện, chị bị đau quá. Đi siêu âm mới biết là chị bị sỏi thận đấy. Mà cái chi phí bán sỏi thận đắt thật em ạ.
Cả cái đợt điều trị của chị hết hơn 10 triệu đấy. Ô, sao lại thế? Em tưởng là mình có thẻ bảo hiểm y tế thì phải đỡ chi phí hơn chứ nhở? Đấy, em nói đến cái thẻ bảo hiểm thì chị mới thấy tiếc này. Mấy năm vừa rồi thì chị cũng mua thẻ bảo hiểm, nhưng mà mua rồi có dùng đến đâu, chẳng có đau bao giờ ấy. Cho nên là mấy năm gần đây thì chị cũng không mua thẻ bảo hiểm nữa. Đấy, em thì cứ chủ quan. Bây giờ đi viện đã thấy tốn kém chưa? Việc ốm đau bệnh tật ai mà biết trước được. Có thể hôm nay mình khỏe, mai mình lại ốm. Về sức khỏe thì không ai có thể khẳng định được là mình khỏe mạnh mãi được. Anh chị ơi, mình là không thể chủ quan được đâu anh chị ạ. Đúng rồi. Nhiều người mà không tham gia bảo hiểm y tế, đến lúc mà tai nạn hay là rủi ro hay là bệnh tật gì đấy thì là tiền nong không thể nào xoay kịp được. Em ạ, sau đợt này chị phải mua ngay cái thẻ bảo hiểm y tế ngay mới được. Mà em vẫn làm ở bên bảo hiểm xã hội tỉnh nhỉ? Vâng đúng rồi chị. Ôi hay quá, chị đang muốn hỏi một chút về cái chính sách bảo hiểm y tế. Vâng. Vâng chị. Thế bây giờ nếu mà chị mua thẻ bảo hiểm y tế thì cái mức đóng nó là như nào nhỉ? Bây giờ như này nhá. Như anh chị thì sẽ thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình. Và hiện nay để tạo điều kiện cho mọi người cùng tham gia bảo hiểm y tế thì nhà nước đã có chính sách hỗ trợ mức đóng lên chị ạ. Và nếu mua bảo hiểm y tế hộ gia đình thì sẽ được giảm dần mức đóng từ thành viên thứ hai trở đi. Cụ thể như này nhá. Theo quy định ấy thì người thứ nhất có một tháng đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở tại thời điểm đóng thì nó sẽ tương ứng với là 804.600 đồng trên một năm. Còn người thứ hai, thứ ba, thứ tư sẽ lần lượt đóng bảo hiểm y tế bằng 70%, 60% và 50% của người thứ nhất, sẽ tương ứng với là 563.220 đồng, 482.760 đồng và 402.300 đồng trên một năm. Và từ người thứ năm trở đi sẽ đóng bằng 40% của người thứ nhất, tức là 321.840 đồng trên một năm. Đúng là nhà nước có hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình cho các thành viên tham gia như thế là hay em nhỉ? Vâng. Nó sẽ giảm bớt được gánh nặng kinh tế cho các thành viên trong gia đình khi tham gia. Vâng, đúng rồi ạ. Như nhà anh bây giờ anh đăng ký tham gia cho cả gia đình gồm hai vợ chồng anh và hai đứa con mà hiện nay đang là lao động tự do thì mỗi năm gia đình anh sẽ phải đóng hơn 2 triệu em nhỉ? Vâng đúng rồi anh chị ạ. Dù là mình không mong muốn, song cái việc là rủi ro ốm đau bệnh tật không ai có thể lường trước được. Mình có sức khỏe là có tất cả. Mình phải tính chuyện lâu dài chứ. Tham gia bảo hiểm y tế khi bị bệnh dù nặng hay nhẹ thì là mình sẽ được quỹ bảo hiểm y tế chi trả chi phí khi đi khám chữa bệnh. Đặc biệt ý, đối với những người mà bị bệnh nặng thì chi phí khám chữa bệnh là rất lớn. Đâu xa như là anh Minh xóm mình ấy, bị suy thận nặng phải đi chạy thận cũng đến 10 năm rồi đấy. Mà nếu không có thẻ bảo hiểm y tế thì chi phí chạy thận cũng gần 120 triệu một năm đấy. Mỗi năm 120 triệu, 10 năm là hết 1 tỷ 2 đấy. Vâng, đúng rồi. Như thế thì tốn kém quá. Mà việc chạy thận là phải chạy suốt đời. Và anh ấy cũng gia đình cũng không phải là khá giả gì nữa. May mà có thẻ bảo hiểm y tế, không thì những gia đình mà khó khăn như gia đình anh Minh không thể nào chịu được gánh nặng chi phí, viện phí, điều trị và khó duy trì đến tận bây giờ anh chị ạ. Đúng rồi. Ngoài ra ấy, tham gia bảo hiểm y tế nhé, vừa là để phòng thân mình, vừa thực hiện được cái nghĩa cử cao đẹp là lá lành đùm lá rách này, hay là người không bị bệnh sẽ san sẻ với người bị bệnh này, và người bệnh cũng sẽ không đến mức là gánh nặng cho gia đình nữa. Em nói đúng đấy, có thẻ bảo hiểm y tế thì cũng đã giảm bớt được gánh nặng về tài chính cho mọi gia đình đấy em nhở? Vâng. À, thế tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình đến khi ốm đau vào nằm viện thì mức được trả là như chi trả là như thế nào em nhỉ? À vâng đây, may quá em có mang theo tờ tuyên truyền về bảo hiểm y tế hộ gia đình của cơ quan bảo hiểm xã hội đây, anh chị xem đi ạ. Ở trong này nêu rất là rõ, khi mà mình đi khám chữa bệnh đúng tuyến ấy, thì sẽ được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán trong phạm vi quyền lợi và hưởng cái mức hưởng như là thứ nhất là 100% chi phí khi khám chữa bệnh. Thì khi đi khám chữa bệnh tại tuyến xã, nếu chi phí khám chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở, hiện nay là 223.500 đồng, và khi có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và mình có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm lớn hơn là 6 tháng lương cơ sở, hiện nay là 8.940.000 đồng, thì trừ trường hợp tự đi khám chữa bệnh không đúng tuyến anh chị nhé. Tiếp nữa là 80% tổng chi phí khám chữa bệnh đối với những trường hợp khác
Đây, còn trường hợp người bệnh khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế không đúng tuyến thì được hưởng theo phạm vi được hưởng và mức hưởng theo quy định. Cụ thể như là 100% chi phí khám chữa bệnh đối với bệnh viện tuyến huyện và 100% chi phí điều trị nội trú tại tuyến tỉnh và 40% khi điều trị nội trú tại tuyến trung ương. Còn đối với trường hợp cấp cứu thì người bệnh được khám chữa bệnh tại bất kỳ cơ sở y tế nào và phải xuất trình đầy đủ các giấy tờ theo quy định trước khi ra viện, anh chị nhé. Nôm na là được hưởng khoảng 80% đến 100% chi phí khám chữa bệnh. Vâng. Như hôm trước vợ anh vào viện, nếu như gia đình anh mà có bảo hiểm y tế hộ gia đình thì sẽ được chi trả khoảng 8 triệu. Còn gia đình anh chỉ phải giả 2 triệu phải không em? Vâng, đúng rồi anh chị ạ. Hiện nay thì cái chi phí khám chữa bệnh ngày càng tăng ấy, cho nên là việc mình tham gia bảo hiểm y tế là vô cùng cần thiết đấy. Em ạ, ngày mai anh sẽ đăng ký tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình cho cả nhà mình luôn. Mà bây giờ nhá, anh chị có thể sử dụng căn cước công dân gắn chip hoặc là điện thoại thông minh có tích hợp ứng dụng VSSID kèm giấy tùy thân có ảnh thay thế thẻ bảo hiểm y tế bằng giấy khi đi khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh mình đấy anh chị ạ. Ôi tiện thế hả em? Thẻ căn cước công dân của mình mà cũng sử dụng đi khám chữa bệnh được à? Vâng chị ạ. Việc khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip giúp mình đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian làm thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Và người dân thì sẽ không phải xuất trình cái thẻ bảo hiểm y tế giấy, cũng như là không phải làm thủ tục xin cấp lại trong trường hợp mà bị mất thẻ hay là thẻ bị rách, bị hỏng. Hiện nay thì là việc xác thực thông tin qua căn cước công dân gắn chip thì vẫn đang dần được hoàn thiện. Vì vậy là trong lần đầu tiên đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân có gắn chip thì là anh chị cần mang theo thêm cái thẻ bảo hiểm y tế hoặc là điện thoại thông minh có cài ứng dụng VSSID và giấy tờ tùy thân có gắn ảnh anh chị nhé. Đúng là hay em nhỉ, thời đại 4.0 thuận tiện cho người dân quá. Vâng, cảm ơn Linh, may mà hôm nay có em đến chơi thì anh chị mới hiểu thêm được chính sách của bảo hiểm y tế. Vâng, không có gì đâu anh chị ạ, đấy cũng là trách nhiệm của những cán bộ làm bảo hiểm xã hội như chúng em mà. Chính sách của bảo hiểm y tế đúng là đóng góp khi lành để dành để khi ốm. Vâng. Có những lúc như thế này mới thấy được lợi ích của bảo hiểm y tế em ạ. Vâng, đúng rồi anh chị ạ. Chính sách bảo hiểm y tế là chính sách của Đảng và Nhà nước, mang ý nghĩa nhân đạo và có tính chia sẻ cộng đồng sâu sắc. Và mình tham gia bảo hiểm y tế cũng là giảm bớt gánh nặng về tài chính cho gia đình khi mà mình không may bị ốm đau, bệnh tật, tai nạn rủi ro. Mà khi đã tham gia bảo hiểm y tế rồi ấy, thì mình nên duy trì tham gia, không nên để gián đoạn, để bảo đảm quyền lợi anh chị nhé. Bà em ơi, để tham gia bảo hiểm y tế thì chị phải lên cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh để đăng ký phải không? Và để đăng ký tham gia thì là anh chị có thể đăng ký tại cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc là đến các điểm thu của tổ chức dịch vụ thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Hiện nay nó là cơ quan bưu điện hoặc là Viettel đấy ạ. Và đến các kỳ đóng tiếp theo thì là anh chị có thể thực hiện đóng tiền gia hạn thẻ bảo hiểm y tế thông qua cổng dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ là dịchvucong.gov.vn hoặc là qua các ứng dụng là e-banking trên website và phần mềm thiết bị di động hoặc tại quầy giao dịch của các ngân hàng ạ. Vậy thì thuận tiện quá em nhỉ? Vâng ạ. Mà thôi, giờ này cũng muộn rồi. Em xin phép anh chị em về đấy ạ. Chị nghỉ ngơi đi nhá. Chị cảm ơn em nhé. Chị Trang nhớ giữ gìn sức khỏe nhá. Mau chóng phục chị nhá. Chị cảm ơn nhá. Em đi về đấy ạ. Cảm ơn em nhá. Vâng. Chào em. Tiểu phẩm vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Bảo hiểm xã hội với cuộc sống tuần này. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.